tập cái bộ vai, ok, vai chỏ và cổ tay, bốn tay luôn, ok. Trước hết là nắm tay quyền, cái tay quyền bên này á, nắm vậy nè, nắm út nè, để cái ngón cái lên nhẹ thôi, là nó nhẹ chứ nó không phải vậy, ok, không phải vậy, là cái tay quyền, ok. Giờ yeah, nắm kéo sát lên hết, nhớ thằng dây nha, thằng đòn luôn, ok. Rồi đếm nè, banh hết ngón ra, ra xuống, ra, đẩy lên trên, khi mình đẩy lên hết được rồi thì mình xuống, khi xuống á mình thành cái dòng cầu, ok. Cổ tay quay xuống nè, nắm lại, câu vô trong, đẩy ra. Mẹ cổ tay trần dây thì nhậu kéo lên, đó là một cái sequence, ok. Rồi quay trường hợp đi, có nhiều cách, nó có nhiều cấp bút kéo lắm, kéo cái đơn giản nhất là cái này nè, là cấp 1 á, thấy không? Mà cái thở thì thở sao, thở bình thường thôi, không có cần hít hơi dài mình thở vậy đó, cứ thở bình thường kéo. Và một cái đơn như vậy á, mình đứng tại chỗ là 36 lần, được, ok. Và cái đơn thứ hai, đơn trước đi. Đơn thứ hai gọi là cương đao phần 1. Nắm tay quyền, tay phải để trên, tay trái để dưới. Động tác thứ nhất, cầm dây. Nha, mình đưa cái nhỏ ra. 45 độ, đẩy tay ra. Đeo tay xuống. Làm một cái vòng, đè ra. Khi mà mình kéo vô á, mình kéo bằng cái nhỏ vô. Thank you.
khá phân thủy, đặc biệt là dày. Câu này đây, nhỏ, nhẹ nhàng, lên nó ngang mũi hất ra mở ra. Câu lên, hạ xuống. Cái này đánh nhanh. Xoay, tấn giữ vững nha. Xoay ngang qua bên phải. Kéo về. Thẳng ra. Đánh chặt trước này nha. Được. Đơn thứ 6 là mình tập cái kim lực quyền. Tay để đây. Okay. Nhớ cái quyền lúc nào mình xuống mình kim á là nặng lắm, đẩy đẩy xuống vậy. Cái chỏ lên. Ok. Lúc nào thì cầm ngay chỏ nè. Ok. Đẩy ra nè. Xoay eo nè. Đẩy đè xuống. Đè xuống. Đè xuống. Đè xuống. Xoay eo nha. Chỏ đi ra ha. Nhớ chỏ lúc nào cũng đi ra. Rồi, kéo về. Đơn thứ 7 nè. Đơn thứ 7 là bạch hạc quý sào. Ok. À, nó là vậy. 1. Thấy đổi tay không? Nhanh này. À, khi mà nó câu quá chầm cái vai chỏ hết, nhớ cái nẹp câu ra. Ok.